Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình và con Ki đang đi dạo ở ngoài cánh đồng. Và mọi người thấy tuyết hôm qua rơi nè, hôm qua mình có quay một chút cho mọi người xem lúc mà tuyết đang rơi đó. Rơi có một ngày mà nhiều như thế này nè mọi người. Quá trời luôn. Come here, suck à. Đó, mọi người thấy con Ki của mình nó đi là ngập tới bụng nó luôn á. Của mình nó rất là mê tuyết luôn mọi người. Mọi người xem nó thì cứ sợ là nó lạnh, nhưng mà đó, thấy nó rất là thích tuyết. Khi mà thấy tuyết là nó lăn lộn, nó chơi như là con nít vậy đó. Nhìn chỗ này tuyết nhiều chưa mọi người? Quá trời luôn. Ở đây là cái chỗ này tuyết dày như thế này đó là do gió nó thổi từ trên xuống nè. Ở trên đường thì khi mà tuyết rơi đó, gió thổi xuống đây và nó tắt, nó đọng lại đây, cho nên nhìn tuyết rất là dày luôn. Nhìn con Ki của mình nó ngập ngừng, nó muốn đi qua, nhưng mà chắc là nó cũng biết ở dưới là cái mương hay sao á, cho nên nó không dám, nó không dám đi mà nó muốn nhảy. Quá trời dày luôn. Saka, có mấy xí kết. Con Ki của mình nó nhảy qua bên ruộng bên kia. Nhưng mà ở cái mé đó thì tuyết quá dày luôn nè mọi người, cho nên là ngập chân nó đi lên rất là khó. Ở cái chỗ này thì là cái mương nước, nhưng mà tuyết phủ xuống kín hết, cho nên nhìn thì không có biết là cái mương. Nhưng mà mình không biết là tại sao con Ki của mình nó biết đó là cái mương nước mà nó nhảy qua, chứ nó không có lội xuống. Chứ nếu như mà nó lội qua thì là nó lọt xuống dưới cái mương luôn á. Come here, Mossy. Hồi nãy nó bị lọt xuống, cho nên bây giờ nó cẩn thận, nó không dám xuống chỗ đó nữa rồi. Hi, baby. Video hôm nay thì mình cũng xin trả lời câu hỏi mà vừa qua có nhiều bạn hỏi nhất. Bởi vì trong thời gian qua thì mình có làm những cái video nấu ăn, nấu món Đức đó. Thì có rất là nhiều bạn đã hỏi mình là tại sao không nấu món Việt cho gia đình ăn. Thì hôm nay mình xin trả lời ha. Cái thứ nhất là mình không có biết nấu nhiều món Việt mọi người. Những cái món ăn mà mình nấu đó thì nó rất là đơn giản. Bởi vì ở nhà mình thì có mỗi mình ăn món Việt thôi. Con, ông xã và con thì cũng ăn, nhưng mà chỉ ăn ít món thôi. Cho nên là khi mà mình nấu thì mình chỉ nấu những cái món đơn giản, chẳng hạn như là rau luộc hoặc là thịt kho, cá kho, những cái món mà rất là đơn giản thôi. Còn thỉnh thoảng thì mình nấu cái món Việt mà ông xã mình rất là thích và các con rất là thích, đó là chả giò hoặc là làm gỏi cuốn, cuốn bánh tráng đó mọi người, thì cuốn với thịt luộc á, thì nó cũng chỉ là món đơn giản thôi. Chứ còn mình cũng không có biết nấu bún, nấu phở. Thật sự thì mình rất là thích ăn bún, ăn phở, nhưng mà mình lại không biết nấu. Và cũng có lần thì mình đã thử nấu rồi, thì mình nấu dở đến nỗi mà chính bản thân mình cũng không có nuốt nổi á mọi người. Rồi mình cũng cho ông xã ăn thử, nhưng mà ảnh cũng chê đó. Cho nên là mình không có nấu. Bởi vì trước đây khi mà mình còn ở Việt Nam thì là mình có chị gái. Chị gái nấu ăn rất là ngon, cho nên là mình không bao giờ phải lo cái nhiệm vụ nấu cơm. Vì vậy mà mình không có biết được nhiều món Việt. Và mình đi qua Đức thì cũng từ rất là sớm.
Khi qua Đức thì mình cũng không có biết nấu món Tây. Xong rồi khi mà có chồng con thì mình bắt đầu học nấu từ từ. Thì những món đầu tiên là mình học nấu từ mẹ chồng. Rồi sau đó thì khi mà mình đi làm thì mình làm ở trong nhà hàng Tây đó, thì bắt đầu mình lại học thêm nấu thêm món Tây. Và cái điều thứ hai nữa là nhà mình ở rất là xa tiệm ở châu Á. Muốn đi mua đồ để nấu món ăn Việt Nam đó thì mình phải đi tới 20 km, cho nên nó rất là bất tiện. Nếu như ngày nào mình cũng nấu thì chắc là cứ vài ngày mình lại phải đi chạy mấy chục cây số mình đi mua đồ một lần. Còn như nấu món Tây thì siêu thị cách nhà mình chỉ có 1 cây số thôi, thì mình chạy ra chừng 2 phút là mình có thể mua được đồ để nấu. Và cái thứ ba nữa là nấu món Tây thì rất là nhanh, còn nấu món Việt Nam thì cần thời gian rất là nhiều. Mà như mọi người biết thì mình ở bên này thì có một mình thôi mà mình còn phải lo rất là nhiều việc, chẳng hạn như là con cái học hành, rồi công việc nhà, rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Cho nên là mình cũng không có đủ thời gian để mà ngày nào cũng nấu món Việt á mọi người. Nấu món Tây thì mọi người thấy rất là nhanh, những cái món mà mình nấu là nó còn hơi lâu đó nha. Chứ còn có nhiều cái món nấu rất là đơn giản, chỉ cần 10 phút là có thể nấu xong rồi. Cho nên là và mình nghĩ là cái chuyện mà ăn món gì đó nó không có quan trọng, mà quan trọng là ăn cái gì tốt cho sức khỏe. Chứ còn ăn món của nước nào thì nó không có quan trọng, nó không có ảnh hưởng gì đến gia đình hết mọi người. Giống như là mình ở Đức đã 20 năm rồi nhưng mà mình cũng không thể nào mà mình thích ăn món Tây được. Món Tây thì chỉ có vài món là mình thích ăn, chẳng hạn như là món bò bít tết mình rất là thích ăn bởi vì nó rất là ngon, còn với lại nó ít béo. Còn những cái món khác đó thì mình ăn vào béo mình không có thích. Và khi mà mình chẳng hạn như là mình nấu cái món Việt mà mình hoặc là cái món nào đi mà mình kêu con phải ăn thì có lần con nói với mình là nếu như cái món mà mẹ không thích thì ai bắt mẹ ăn, mẹ có muốn ăn hay không? Đó thì vậy thì tại sao con không thích mẹ lại bắt con ăn? Đó thì mình thấy cũng đúng, tại vì cái món nào mà mình không thích đó thì mình cũng đâu có chịu ăn đâu. Rồi như món Tây đó, mình ở mấy chục năm nhưng mà nói là để ăn món Tây mình cũng đâu có thích ăn đâu. Cho nên là con thích ăn món Tây, chồng thích ăn món Tây thì mình nấu món Tây nhiều hơn món Việt. Cái thứ nhất là nó tiện lợi nè, cái thứ hai là nấu nhanh, cái thứ ba là khi mà mình nấu ra cái món gì đó mà chồng con hoặc là cái người mà ăn cái món mình nấu á mà hài lòng, khen là mình lại cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình nghĩ chắc là ai cũng vậy đó, khi mà đã nấu cái món gì rồi thì nhìn cái người kia ăn mà thấy ngon đó mình mới cảm thấy vui. Chứ còn ăn mà giống như là ăn kiểu mà bị ép ăn đó thì mình cũng không có vui. Và cái nữa là thực phẩm châu Á đó, khi mà nhập từ châu Á qua thì khi mình mua bên này thì cái giá nó rất là cao mọi người. Cho nên là nếu như mà ăn món mình nấu một bữa ăn từ món Đức đó, thì có thể là nó rẻ bằng nửa món ăn mình nấu món ăn Việt Nam. Như ngày Tết đó, thì mình cũng có mua chẳng hạn như là bánh chưng, rồi chả lụa, rồi cải chua. Thì mình cũng ăn, mình cũng kêu chồng con ăn ngày Tết. Giống như là đó, mình cũng giới thiệu đó là món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam mình. Nhưng mà chồng con chỉ ăn cho vui thôi, chứ cần kêu mà ăn mà để khen ngon thì là không có khen mọi người. Cho nên là mình không có ép chồng con là phải ăn món Việt. Nói chung là có nhiều cái lý do để mà mình ít có nấu món Việt đó. Và thật sự thì mình nấu món Việt không có ngon. Bây giờ thì mình lại đi quay trở về. Đó, xa xa mọi người có thể thấy đó là làng mình ở đó mọi người. Video hôm nay mình lại quay thêm cảnh thôn quê nước Đức vào mùa đông cho mọi người xem và trả lời lý do vì sao mình rất ít nấu món Việt Nam cho gia đình ăn.
Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.